Ở trên kia nhỏ quá, như lên cao ấy, sợ té là nguy hiểm. Mình ở đây sư phụ là nửa người phàm, thì sư phụ đang nói tiếng phàm, còn nữa là thiên tử là thánh. Thì sư phụ có hai cái xã hội mà thường là sư phụ xuống đời này thuộc chả màng gì cái thân này, cũng chả màng về tài sản, thôi chỉ làm sao miễn cha mẹ vui và đem tất cả họ thiên các con về trời. Đó là mục đích chính của sư phụ, ra ngoài ra không có gì hết, cả cái nước Việt Nam cũng chả có gì gọi là hứng thú nữa. Nhưng mà mấy vị nói bây giờ con không làm ai làm, người nào người phong thánh Di Lặc làm vua. Hồi xưa trong kinh điển nói làm sao là vậy chứ, không có sư phụ 4,5 triệu đảng viên tụi nó đó là bị học tập cải tạo, bị nhốt ngoài Bắc cho ăn chuột ăn gián thì nó ăn nổi. Bữa giờ sống giàu có rồi bị nhốt vô đó sao người ta chịu nổi. Qua sư phụ thì dễ, cho đóng mấy ông vô chùa Ba Vàng Tam Chúc vô đó ngày nào cũng hai thời kinh cho tôi là xong, đúng 3 năm đi ra nó vậy đó. Cái quan trọng là mình làm sao lấy ân báo oán, đó là quan trọng. Cho nên cái Thiên Việt ra đời ở cái thời đại này, đúng lúc này là lệnh của Thượng Đế. Ai mà cả gan mà có cái ý gì mà hay là có cái gì mà đối nghịch đó, thì phải suy nghĩ cho kỹ, khi khởi tâm rồi lấy lại không có được. Người tính không bằng trời tính, không ai chống lại cha hết. Bởi vì cái câu có câu gì ta, cái gì giọng giọng á, ở đây có mấy người lớn tuổi hiểu mấy văn chương vậy đó. Câu gì dạ, cái gì thiên la địa võng vậy đó, tức là làm gì làm không qua lưới được trời đó. Câu ở đây có nhiếp ở đây nhà nhà văn nho Việt Nam hộ đọc qua hết rồi, nhưng mà nói chuyện liền này không có ra chữ thôi, chứ ngồi chút xíu là nhớ lại. Còn nếu mình nói về tại sao chúng ta ngồi đây, tại sao chúng ta là dân tộc Việt Nam, một nước Việt Nam hiện bây giờ đang rất là nghèo khổ, bi cực, mà tại sao lại có một người như sư phụ xuất hiện, và tại sao thế giới không có được cái ân phước là giống như bất cứ quốc gia nào, giống như miền cũng chưa Lào, Thái Lan hay là những quốc gia, nó cũng không có rải rác khắp năm châu như người Việt nữa. Người Việt mình tới Đông Âu nè, tới Úc nè, Canada nè, Âu Châu là khỏi nói, Mỹ nè, tức là khắp toàn cầu không có nơi nào không có người Việt lưu vong, mà ở nơi nào tất cả con cháu người Việt đều là học thành tài hết. Cái bằng mà thấp nhất cũng vẫn là cái bằng Bachelor, dịch cái tiếng Việt Nam là gì ta, đại học hả, cử nhân hả, à cái bằng tệ nhất cũng là cử nhân, mà cử nhân này cử nhân thứ thiệt có nghe, chứ không phải cử nhân mua bằng bao thơ tụi nó cũng một trình độ rất cao siêu. Thấy con vô không, trời ơi, nó mới học lớp 5 thôi mà đọc cuốn sách dày nặng tận động cuốn vậy, ghê vậy đó. Mà tiếng Mỹ á, thì tại sao mình lại có phước? Mấy con nước Việt á, trăm họ đó phải cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn cha mình. Mà cái người thừa hành đó là Đức Thầy. Không có Đức Thầy sắp xếp trong cái cơ vận đi 5-700 năm nay, từ lúc mà mang sắc phàm, ông thưa ông Lưu Bá Ôn, lúc đó là phò Chu Minh Chương phải không? Rồi từ thời xưa Đức Thầy cũng là mang sắc phàm là ông Khương Tử Nha, phò sư phụ là Châu Văn Dương thời xưa, Diệt Chủ Dương. Rồi qua tới Việt Nam, tức là Đức Thầy là người xuống thế gian sắp xếp mọi chuyện.
nhưng mà ý chỉ vẫn là của cha, để rải gác tất cả con cháu lạc hồng khắp Nam Châu, để mục đích cuối cùng để lập hội Long Hoa. Hội Long Hoa là hội Anh Tài đó, hội Thiên Việt đó, hội Thiên Việt tức là hội Long Hoa đó, để cho họ gom lại, để mà những cái người yêu nước, để mà làm cho một cái đất nước thành cường quốc cường thịnh trong tương lai. Cho nên Thiên Việt là hội Anh Tài, chữ Anh Tài dịch thành hội Long Hoa đó. Nhưng mà trong kinh điển ngày xưa đâu có nói rõ. Thì cha là người ra cái lệnh đó. Thì cho nên năm 1979 có một thằng nhóc cũng chả biết tương lai mình đi về đâu. Rồi một buổi chiều mặc cái quần xà lõn cà lơn cà tơn đi ra, rồi có cái bà già khóc bà hụ hỏi con muốn đi vượt biên không. Bà nói là má muốn cho con đi đâu rồi đi, má có chắc bà không? Thì từ đó mới ngồi đây. Chứ còn ở Việt Nam á là thôi, một là bỏ mạng ở chiến trường Campuchia rồi, tại lúc đó thì 13, 14 tuổi, sắp sửa đi nghĩa vụ. Hai là hôm nay thành đảng viên cao cấp, sân trước sân sau đầy mình rồi, bị nhiễm trần. Xuống đây chúng ta dễ bị nhiễm trần lắm, là tại vì thân tứ đại mà, mắt mũi ngửi rồi, ngửi mùi thơm của mấy cô rồi, hay là ở bên đó là con phải sống theo đàn, con không có thể khác hơn người ta được. Thì cho nên mẹ mới thảy sư phụ xuống thuyền đi. Thì những cái đợt đầu tiên mà sau năm 1975, nói về năm 75, không có chết chóc nhiều khi xe tăng làm sập cái cổng Hàng Gào của Dinh Độc Lập. Đó là vì mẹ can thiệp vào cái thời đó, không có để cho nhiều chết chóc. Cho nên ở ngoài kia bộ đội bắt Việt vô rất là thuận lợi, không có số lượng người nhiều chết. Thì người đầu tiên mà được đi là trên nóc tòa tổng lãnh sự quán của Mỹ á, trực thăng nó bay ra để các hạm đội đậu ngoài. Và kế đó là những chiếc tàu đậu ở cảng Sài Gòn là Trường Xuân đồ này nọ. Rồi sau đó là người mà bị trễ, là tức là mỗi một tiếng đồng hồ là hoàn cảnh nó khác phải không. Rồi có một cái bà gọi là sứ ngôn viên gì Mai ta, Mai Liên hả? Mai Liên. Rồi lúc đó bà chắc bà đang đọc đài phát thanh, cái bà chạy không kịp. Cái nhà bà có chiếc bò, bà thấy ba đứa con xuống bò, cái bà chạy đi ra hướng Vũng Tàu ra. Thì con bà đi tiểu vậy đó, văng một đứa xuống biển chết queo. Rồi đến lúc mà bà ra tới ngoài đó thì hết xăng, tại bò chạy hoài hết xăng thôi. Rồi cái bà thấy chiếc du thuyền của bà nữ Hoàng Anh thấp thọ ngoài đó Hồng Kông đó, đi qua đó. Tại thời xưa Hồng Kông là của nước Anh nha. Rồi bà lấy cái áo cọc xê của bà quay như nè, mình gọi là cái áo mà lượt cà phê của mấy chú bộ đội những ngày đầu á, bà quơ quơ thiện ngoài kia mới thấy, kể ra bà quơ dễ mà. Thì từ đó chúng ta ngồi đây thì cũng phải hôm nay cảm ơn chị Mai Liên nha, vỗ tay chị Mai Liên. Nhờ cái áo cọc xê của chị mà chúng em mới được đây. Tại vì bà nữ Hoàng Anh bà ra lệnh thằng Mỹ và thế giới hãy đi qua tất cả trại tị nạn Đông Nam Á để rước hết những tiền nhân qua Mỹ, chứ để người ta khổ đâu có được. Thì đó là những ngày đầu 75, tức là khoảng ngày 1 tây tháng 5 phải không, khoảng đó. Trời ơi, người ta đi với nhau dục tiền, dục xe ông ra, dục đầy ở ngoài đường phố Sài Gòn mà coi lại phim cũ đấy. Khủng hoảng luôn, chẳng ai ham muốn gì sự sống. Nhà cao cửa rộng chẳng cần luôn, chỉ cần cái bịch đồ thôi. Cái này để cho những cái thế hệ bây giờ phải hiểu tại sao người ta phải khủng hoảng như vậy. Không có lý do gì người ta đang giàu có ở cái nhà biệt thự giàu có mà người ta lại bỏ hết, chỉ mang cái vali. Cái vali sách cũng không được á, bộ đồ như cái không có nữa. Sư phụ mà đi lên á, sư phụ chỉ có cái quần sờ lõn thôi con. Đây nè, có quần sờ lõn vậy thôi à. Mà cái quần này á, mà phải ngủ tới ngủ lui 3 tháng trời á mà bị ướt. Thì những người nào mà còn được cái bộ đồ thứ hai là người đó có phước á. Thằng này sư phụ nuôi nó từ nhỏ. Nó vậy đó. Tướng ốm,
Việt Nam đâu có thiếu dinh dưỡng, cho nên ai cũng kêu là giò điện á. Chú Hữu có một biệt danh là giò điện, thiếu dinh dưỡng. Thôi mình đang nói chuyện sáu chị chim hiền được ra hải ngoại. Rồi sau cái đó rồi tới Tàu Trường Xuân á, không Tàu Trường Xuân quá trời, ông đó ông tâm tốt á, ông vô ông rước người mình đi, cho nên chiếc đó qua rất là nhiều về hướng Hồng Kông. Nhưng mà song song có những người bất hạnh đi từ những cửa miền Tây, những chiếc xuồng nhỏ giọt hay những cái ghe tâm bản đó, phải ghe chạy ở ngoài biển đâu, thì bị sóng á. Cho nên khoảng 1.7 triệu người chết ở dưới lòng đáy biển vòng vòng nước Việt, khoảng 1.7 triệu người chết á. Mà một cái lịch sử lớn khổng lồ mà nhân loại, mà cả người Việt Nam cũng không ai hiểu công nhận á, thì cái chiếc thuyền nhân đang đậu ở dưới chân Long Sơn. Con biết thời xưa đó, mà ma đó, mà ở trên cái mặt biển vịnh Thái Lan á, ban đêm mà tàu đi á, mà nghe tiếng khóc với tiếng than á, tiếng của đàn bà phụ nữ khóc á, rền luôn á. Bộ ma cũng biết khóc chứ, ma cũng biết than. Rồi lâu lâu thấy có chiếc tàu có ánh đèn tàu mập mờ á, là biết người Việt Nam của mình cũng chạy theo kế bên. Nhưng mà không còn cái thân nữa, nhưng cũng cho tôi đi ké vượt biên ấy nghe. Thì ngày nào, mỗi một ngày đều có những chiếc tàu đi viên từ Gạch Giá, Cà Mau, Bến Tre, Bạc Liêu đi bọc qua Mã Lai với Thái Lan đó. Trời ơi, cái vùng biển nó ma. Thì lúc đó có sư phụ trên một chiếc tàu. Cái đó mình kể rồi, không kể nữa. Nhưng song song á, rất là nhiều tàu còn bi thảm hơn. Thì lúc đó Phật Bà Ngâm mình à, mới hiện lên. Hiện lên đứng trên lưng cái ông rồng mà hiện bây giờ đang hộ sư phụ á, gọi là Quỳnh Long á. Ông hiện giờ đang coi điện Thái Hoàng Thiên ở bên Việt Nam á, là ông đó. Lúc xưa đó, ông tu ở núi Nam Du. Cái lịch sử của ông sư phụ biết. Đến khi mà sư phụ xuống trần, thì xưa Xích Long với Bạch Long và những vị rồng khác, mỗi một vị rồng có nhiều vị rồng nhỏ nữa, mà sư phụ họ không có internet, không có communication, tức là không có nói chuyện với phụ, thì phụ không có nói. Nam Long, Mười Thanh Long, đủ nhiều long lắm. Nhưng mà sư phụ đang nói riêng cái ông rồng mà cổng Phật Bà Ngâm á, ổng hồi xưa là ổng cũng tu, cũng đã thành Bồ Tát rồi, mà ở cái đảo Nam Du, mà ở biển Việt Nam, Nam Du gần Phú Quốc á, thì người ta chụp được cái hình đứng trên ổng. Thì ổng cũng có công cứu thiền nhân đúng không, thì cha phong cho ổng theo Phò Thiên Tử. Thì đến năm 2017 hay gì đó, thì ổng ra ổng trình diện với phụ, thần là giống như lính mới vậy đó, tại Thích Long lính cũ theo phụ từ nhỏ, được thượng đế cho theo hầu thái tử. Thì ổng là một ông với một cái ông mà sống ở trên cái hồ trước mặt Phật Di Lạc của ở trên núi Cấm á, thì có ông nữa, hai ông. Thì cho nên bây giờ là ổng đang canh điện Thái Hồng Thiên, Xích Long Bạch Long là ở núi này. Thì cái ông đó được cũng như có chức sắc rồi, được cha cho làm cái nhiệm vụ là có chức sắc. Chúng ta cũng vậy, mấy con cũng là tiên chúng trên trời. Hôm nay mấy con theo phụ đây như vậy, làm những chuyện độ chúng sanh vậy. Mỗi cái máy này á, là độ biết bao nhiêu á. Thì khi mình về chẳng á, mình cũng có chức sắc, nó cũng như cảnh sát hay là me, làm thị trưởng hay này nọ. Chứ tiên chúng là chỉ là vui với chơi thôi, mà mau hết phước lắm. Còn có chức sắc á, thượng đế cũng phát lương nữa nha. Làm ở trên trời cũng có phát lương, mà lương không phải là tiền như chúng ta. Lương nó cũng dạng giống như không có giống như kiểu Bitcoin. Bitcoin là kiểu của thế gian ma quỷ. Ở trên là cha cho công đức vậy đó, cho energy á, thì cái công đức nó lớn hơn. Thì mình ở trên trời, ví dụ như một tiên chúng bình thường ở đúng nghìn năm, phải xuống đây chịu khổ, lấy thằng hũ mềm hay lấy thằng hũ mắm nó hành, rồi bắt đầu về trở lại biết tu mới về nghe. Còn chống cự lại á, là chết luôn á, là bị đọ nữa. Tại vì mình phải giữ lại á, là mình phạm nghiệp. Thì ngàn năm, nhưng mà ở trên kia những cái tiên mà có chức sắc á, là họ có thể sống 10.000 năm. Tại vì họ đang làm việc, họ phải quản lý cái tiên chúng.
ở một cái xã hội nào cũng đều có người lớn người nhỏ trật tự. Chỉ có cái chỗ của sư phụ là ở tầng đại la thiên của cha mẹ là bất khả xâm phạm, cõi đó không có thời giờ, không có già, không có chết, mãi mãi. Và những người ở cõi đó chỉ có đi xuống thế gian để làm những cái nhiệm vụ lưu truyền cho nhân loại một bài học, để cho nhân loại gần gũi với Thượng Đế, với tâm linh thôi. Mục đích sư phụ là nói tất cả những cái gì mà trong kinh điển không có, để mang nhân loại gần với về trời thôi. Tại vì họ phải hiểu thì họ mới biết ngoài cái xã hội của chúng ta còn có một cái xã hội rất là vi diệu, tinh vi, và con người trên đó không có ai hơn thua ai hết. Ai cũng là người hiền, ai cũng là người đẹp hết. Chẳng có ai mà tức nghe trên đó không có cần thi hoa hậu, không có cần thi mô đồ gì hết á. Ở trên đó tiên chúng ai cũng biết ca hết, không có ai ca dở hết chứ. Ở đứa nào mà ở trên rồi xuống đây quẹt quẹt cái microphone là vài ba tháng là biết ca. Còn có những người không biết ca thì ở cõi khác, lạc vô đây mình không biết. Sáu triệu chim hiền gửi ra hải ngoại là nhờ Thượng Đế. Nước Việt có một cái phước, đại phước. Tại sao phải gửi đi? Tại sao sư phụ phải xuống tàu đi vượt biên? Đó là để trở về lập cái hội Long Hoa, hội Anh Tài, hội Long Vân, cùng với Đức Thầy, tức là sư phụ với sư phụ, để mà làm lên một cái xã hội rất là hiền hòa, an bình, giàu có trên mảnh đất hình chữ S. Sau này sẽ đổi thành hình con rùa, nó bự hơn. Chắc lúc đó thụ giàu ha, đi mua phi ha, đi mua miên, mua lào, mua thôi chứ mình bỏ xe tăng qua thì mất công tốn đạn. Cũng giống như Puerto Rico hay là Jamaica rồi của Mỹ nè, nó muốn sáp nhập cái nước nó vô Mỹ, Mỹ đâu có chịu, không? Còn mình dùng tiền mình mua, với mình phát qua phe, mình phát tiền cho dân miên là tự động đưa cái đất để mình dạy nó khôn hơn. Tại bề trên nó không có tính theo mảnh lãnh thổ của đất này. Đất này là của Phật mẫu, nguyên quả địa cầu này của mẹ. Quả địa cầu này không thuộc về của người phàm chúng ta. Người phàm chúng ta chỉ là mượn để tạm dung thôi. Bây giờ con đi, con đi xe lửa hay đi tàu ngầm, cái chạm ga đó đâu phải là của ai đâu. Cái đó là một cái phương tiện thôi. Cái đất này nó là một cái phương tiện cho chúng ta thôi. Nhưng mà thật sự là của mẹ và của sư phụ và của cha, ba người cùng với anh em của sư phụ xuống đây thành lập cái quả địa cầu này nhiều triệu năm về trước. Nhưng mà mình nói vậy thì người ta hiểu không tới. Đó là sự thật vậy đó, của người, của trời, của mẹ. Bởi vì mẹ mới đứng trên trái đất. Chứ bây giờ ai mà dám cả gan làm cái tượng đứng trên trái đất. Không biết cái tượng mà làm ra cho nhân loại mà để mà thờ cúng, mà để tôn hùng á, nó phải là một đại cực kỳ vĩ nhân người ta mới làm tượng, đúng không? Cũng giống như người phàm cũng vậy. Một ông tướng hay một nguyên thủ quốc gia rất là giỏi, giống như ông trọt Washington hay Columbus thành gặp nước Mỹ, người ta mới làm tượng. Sau này người ta đâu bây giờ làm tượng Biden đâu con. Bây giờ con nghĩ tượng Biden người ta có làm không? Không bao giờ. Trừ khi ma quỷ nó làm lên một cái biểu tượng mà không có thật, để cho người ta ngu muội, người ta tin theo. Đó có ông râu dài dài, không có thật. Nó cũng là tượng, cho nên cái làm cái tượng rất là quan trọng. Chứ không sao ông Trần Đạo mình có tượng, Ngài Lê Anh Việt, Ngài Nguyễn Ông Trực, Đức Thầy mình có tượng, Phật Hoàng Trần Nhân Tông có tượng, chị của sư phụ là Thánh Mẫu Liễu Hạnh có tượng. Cái tượng nó quan trọng lắm á nghe. Cho nên sư phụ nói trước là nó nhiều lần rồi, cả trăm lần rồi, không tới trăm lần, vài chục lần. Lần này lần cuối cùng sư phụ nói, sau này tất cả họ thiên trên thế giới năm 2024 hay là tới năm 4044 luôn cũng không có được làm tượng Thiên Tấn Kiệt. Thương sư phụ chỉ để cái hình treo trên nhà như bạn thôi, nhưng mà kêu là sư phụ tới. Tại sư phụ sau này cũng như mấy vị siêu lắm. Hiện bây giờ là con đó không, Nguyên nữa không, kêu lại phụ tới rồi. Huống hồ chi là không còn sát phàm sư phụ tới còn lẹ nữa.
Tại sao phàm nhiều lúc mà hôm ca mệt về ngủ mà kêu một cái cũng phải gác đi. Không có được làm tượng. Là vì sư phụ là con trai thù không có ngã mạng. Và đồng thời á, thù chỉ là người truyền tin. Cái đạo thiên tâm chúng ta là cái đạo của Phật Di Lặc. Ở trên trời có hàng nghìn năm trên đó rồi. Ngài là giáo chủ thứ nhất, sư phụ là giáo chủ thứ hai. Còn cái danh từ thế gian này á, có Di Lặc hai, Di Lặc ba vậy á, an cư di, di là sống của đời sống, lạc nghiệp gì đó, sư phụ là số hai. Cái nào của sư phụ là của sư phụ, cái nào không phải sư phụ nó không phải. Không giống hồi xưa á, ba cái đinh đó là thiệt á, xuống đầu đóng màn phim có ba năm thôi mà dễ lắm. Chỗ mà 30 năm mà đi vòng vòng mà khổ rồi. Chưa 3 năm rồi đi à. Để cho thức tỉnh nhân loại thì cái đó ok. Nhưng mà kiếp này á, là cha cho khác à, khổ đã qua rồi à, lập đạo rồi à, cái đạo đã ra đời giống như cái hạt giống á, nó ra rồi. Cái thiên việt hôm nay về phần đời bắt đầu nó cũng mọc lên rồi. Chừng vài năm sau á, con sẽ thấy thiên việt. Nhưng mà sư phụ nói rồi, tưới nước ít ít thôi, đừng tưới nhiều quá. Mấy con tưới bên thiên tâm thì ok, để mình không có ảnh hưởng anh chị em mình bên kia. Bên nào ra bên đó, chủ yếu thiên việt là bên hải ngoại, để những nhà lỗi lạc á. Ví dụ như những đảng viên về hưu mà có lòng yêu nước, họ cũng du lịch qua Mỹ được chứ bộ. Lên núi Thiên Long Sơn gặp lén sư phụ, rồi bắt tay cái, xong anh giữ chức làm gì đó, âm thầm cũng được. Chứ còn thiên việt nó không có liên quan đến chuyện tu hành. Tu hành là khuyên ăn người hiền ở lành. Còn bên kia nó có phần chính trị trong đó. Nhưng mà đa số mấy người làm chuyện không đúng á, có tịch hay rụt rịch đó. Nó mà có bản số xe của chút xíu thôi mà nó mồi cái lò qua tới Đức, nó đem ông Thanh về. Ồ, mấy người làm chuyện xấu có tịch rụt rịch lắm, gì cũng sợ hết. Nhưng mà những người đó họ hàng hàng lớp lớp, họ không có sống tuổi thọ cao, họ bị mấy gì phạt về giữa đường gãy gánh hết. Họ ma diệt ma, quỷ diệt quỷ, mà họ đi ăn hiếp dân lành thì những đảng viên khác, những bè bạn của họ lại đi ăn hiếp lại họ, bắt lại họ. Đối với một cái thể chế vô thần, họ không có nhân tính, họ không có đồng đội, họ không có tình bạn hữu và họ không có tình người. Họ chỉ có quyền lợi và cá nhân và hận thù và oán ghét thôi. Cho nên hôm nay là bạn với nhau, nhưng mà mai tao biết mày có nhiêu tiền á, tao kêu người ta tới gõ cửa nhà mày. Đó là thể chế vô thần, nó dạy ra những con người không có chung nghĩa là như vậy. Cho nên bây giờ đâu có ai tin đảng, đảng chẳng tin lãnh đạo, lãnh đạo không có tin thể chế nữa. Đó là sự thật đó. Nên ma mới gọi là, về trên nó mới gọi là ma diệt ma, quỷ diệt quỷ. Chúng ta đâu có giống vậy đâu. Sáu triệu chim hiền là sáu triệu chất xám, mỗi một năm đẻ ra chừng vài trăm ngàn chim non, với ông trứng non rồi nó ấp rồi thành ra chim hiền con, toàn là chất xám không à. Rồi cái tệ nhất nãy mình nói rồi đó, tệ nhất là cái bằng lớp 12 của Mỹ cử nhân, là còn hơn là có nhiều ông lãnh đạo Việt Nam mà chưa thấy học chưa tới lớp 4. Sư phụ học lớp 4 của Việt Nam là lúc đó tuổi sư phụ nhỏ, sư phụ làm ruộng nghèo. Qua đây sư phụ học lại tiếng Việt cho nên bây giờ mới nói được tiếng Việt. Bây giờ người ta nghe cái tiếng Việt của sư phụ, đâu có ai biết sư phụ học lớp 4 Việt Nam đâu. Bây giờ sư phụ viết chính tả nào cũng đúng rồi đó. Học lẻ mà. Người trời học cái gì cũng lẻ. Giống như ông Trump á. Ông sư phụ đâu biết làm chính trị. Có 2 năm thôi giờ ông là chính trị lỗi lạc, cao siêu luôn. Trumpism luôn, tức là cái hệ thống của ông là lo cho dân tộc chứ không có lo cho phe phái. Còn sư phụ là cũng y như vậy đó. Kiệt mism, tức là lo cho đại đoàn kết dân tộc, và lo cho dân tộc, chẳng có phe phái. Thì
Trump cũng vậy, Kiệt cũng vậy. Gọi là Kiệtism. Nghĩa là cái hệ thống của mình là đi như vậy thì mình là đi đúng. Còn mà lo cho cái phe HO hay lo cho phe đảng viên hay là lo cho phe đảng này đảng nọ là hoàn toàn không có đúng. Mình phải lo cho một cái dân tộc lớn của mình, một trăm họ bách diệt họ. Nên gần đây là mình có giọng Nam rồi phải không? Giọng Nam là nhiều trên truyền thông Facebook. Và mình có giọng Huệ rồi phải không? Thằng nghe phải không? Bây giờ chú Hữu thiếu giọng Bắc để mà độ mấy triệu dân Bắc. Tại vì cái giọng nó độ được Huyền đó, nó cũng mới tập mấy ngày nay. Tại vì đệ tử Bắc thì cũng ít. Mà kiếm được nước mà nó hiểu mà chịu làm cũng hơi khó. Cho nên chú Hữu là đại đoàn kết dân tộc Bắc Trung Nam vậy đó. Cũng đều là con rồng cháu tiên hết chứ, không có phân biệt. Thiên Việt sau này á, nó như thế nào thì từ từ mình sẽ biết, mình không có nói sớm. Tại chính trị nó khác hơn Thiên Tâm. Thiên Tâm là phụ nó nhiều để cho người ta quay đầu cho lẹ. Tại vì ví dụ như mấy đệ tử ngồi đây đâu biết ngày mai ẹt làm sao, Covid nữa. Cũng may là phụ kháng hết Covid á. Còn Thiên Việt là mình phải giữ kín quá, tức là giống như trứng phải ấp. Mấy con đừng có làm cho trứng nó bị ung nha. Ôi, thì không biết, nhưng mà cái này lệnh của cha, người phàm không có cản được. Mà mấy vị dặn đó là chỉ cần một số người tài đức, chứ không cần số lượng, chỉ cần số nhỏ mà tài đức. Có hiểu không? Còn ở đâu ở đó. Quan trọng là bên nước Việt á, không có nên trong lúc này á, đừng có đụng chạm vào Thiên Việt. Hồi chỉ nhắc nhở trên cái mạng này mới bỏ lên, đừng có đụng vô nhiều, để Mỹ thôi. Đâu biết mai mốt Võ Hân Thưởng qua Mỹ lên núi. Ê, anh Kiệt, hồi xưa anh cứu cái mạng tôi lúc tôi đi Nhật giải phẫu, giờ tôi theo Thiên Việt anh. Hôm nay tôi giữ chức cũ của tôi được không? Được. Mày đọc hết kinh đi. Mày hiền lại chút, bớt nhậu đi. Ai cũng được chứ. Tại Thiên Việt thường nói rồi, nó không có biên giới. Người yêu nước là được rồi. Hồi xưa tôi yêu tiền, hôm nay tôi đủ tiền rồi, tôi không yêu tiền nữa, tôi yêu nước cũng được. Mày lấy 35% đi xây nhà thương, bệnh viện rồi đi. Đúng không? Thì cái clip này chủ yếu để mà mọi người hiểu rõ những ngày đầu Đảng Thiên Việt ra đời là do bề trên hạ chỉ, chứ bộ là người thi hành, và các Hồng Thiên sông núi. Và nó không có liên quan gì tới Thiên Tâm, nó là một cái cánh cửa khác. Còn Thiên Tâm á, là để cho người quay đầu lại với cha mẹ, với Phật, để cho mỗi một ngày đời sống mình không biết là hôm nay mình ngủ không biết ngày mai mình có thức không nữa. Thì hai cái hoàn toàn khác nhau nghe. Và đồng thời Thiên Việt là cũng vẫn là từ bi, không có hận thù. Chú Hữu rất là khó để mà thuyết phục những cái bác HO giống như bác Thọ rồi cứng đầu lắm, với ông bố già bị ở tù mười mấy năm, ông ghét về cộng dữ lắm, mà cuối cùng vô thuyết phục ông được á. Chú Hữu đi Nam Cali cũng vậy, đem thuyết phục được những cái ông mà không còn hận thù với cộng sản, nó phải dễ đâu không, nằm vô máu rồi đó, giống như đệ tử đó vậy đó. À, bữa nay ông chồng đó lại, ông đó lại đọc kinh này hả, không phải dễ. Bây giờ á, tất cả sĩ quan Đà Lạt mà học cho đã rồi, sắp sửa xuống lỗ nè, cỡ tuổi 70-80, không có người truyền thừa. Xong truyền thừa lại cho đây đi, mang xuống lỗ làm gì, đúng không? Nhận mình làm đệ tử đi mấy bác HO, đúng không? Ít nhiều là nguyện vọng của mấy bác tôi cũng làm được. Còn hơn là bây giờ á,
một ông cầm cờ ở New York ngay chỗ Liên Hiệp Quốc, đã đảo Cộng sản. Một ông thì xuống lãnh sự quán của Việt Cộng ở dưới Sông Văn, đã đảo rồi sao sẽ có một ngày nó hết hơi á, rồi cũng nằm thôi mà, nó đâu có đã đảo hoài được, nó phải có một cái người quy tụ phải không? Thì bây giờ người quy tụ đang có, chỉ còn đánh giặt tẻ không, không có đánh được. Mà không hiểu được cái đó, tại vì ở đây đâu có ai mà mấy ông tin đâu. Nghe đâu có trường Thủ Đức ngày xưa mà đào tạo sĩ quan ngày xưa, tới bây giờ Việt Nam mấy ông Việt Cộng bây giờ cũng đâu có xài được, tại vì mấy ông mà chết ở trong đó mấy ông thành thần rồi. À thiệt á, mấy ông không để cho một người nào vô đó ngủ yên chứ. Hiện giờ luôn nè, mà không có nói chuyện cho hụ mà để tiền giờ thoáng vô bụng có nhớ tên, chắc chờ để mai mốt làm sĩ quan Đà Lạt mới cái gì đó. Chứ còn từ 75 cho tới giờ trường Thủ Đức cũng không có sử dụng. Rồi trường tại mấy ông đâu có xài được trong đó, tại vì vong linh người ta đâu có chịu, người ta sinh di tướng tử di thần, mấy ông thành thần ở trong đó rồi, khó ai mà vô được. Con có biết cái ngày về nước nó tính theo giống như là countdown ngày về nước của sáu triệu chim hiền đó, nó tính giống như là countdown New Year vậy đó. Để cho hồi giải thích, nhiều người cứ nói ồ ông này ông lên núi ông nói xàm hoài, tiên tri tôi đâu thấy gì, bộ bữa giờ 5 năm nay biết chưa chuyện nó không thấy, tại trí tuệ nó không tới, nó không có nhìn thấy. Nhưng mà bây giờ nói để cho hiểu, mà ông Trump ổng đường đường hôm nay ổng đi vô tòa ốc, mục đích ổng làm gì? Mục đích ổng đánh sập tàu đúng không? Chưa gì lên ổng có hâm rồi, thằng tàu mà chết trên thế giới thể chế vô thần còn không, cắt nát còn không, còn Putin là coi như dục rác. Có nhiều người nói anh Kiện nó hay quá, Putin bây giờ thắng lại Ukraine. Không phải, NATO với Liên Hợp Quốc không có muốn dùng sức vô, tại nó đã yếu rồi, nó đi mua vũ khí người ta rồi. Thằng Putin là thằng tính dở nhất, nếu mà từ đầu một chút xíu mà hơi tàn kiệt sức á, nó dồn vô để mà nó nhập chung với tàu để mà đấu, tức là hai thằng đánh với Mỹ á, thì quả mai cái ác nó giống như là giữa thiện và ác đánh nhau không. Bây giờ á, thằng NATO với thằng Mỹ rất là khôn, đánh lẻ tẻ, một thằng không ra gì như Ukraine nghe cũng có thể cầm chân được thằng nghe. Nhưng mà bây giờ ông Trump lên ông còn có mấy tháng nữa đó, thấy nó nguy hiểm không? Bây giờ là bắt tập ở bển là rung rung Putin như đâu còn sức để mà giúp tập nữa. Mà trong khi hồi xưa là Putin nói tập mày ngồi thì tập ngồi, còn bây giờ ngược lại, tập nói Putin mày đưa đít cho tao đá thì cũng phải đưa. Cái chuyện đời con thấy nó tức cười như vậy, mà chúng sanh vẫn không có biết sư phụ là ai. Sư phụ đã thật lòng với chúng sanh, đã hết mình với chúng sanh, đã nói thiệt cái gì cũng trúng hết. Trúng bây giờ là vậy mà nó còn nói ô anh Kiệt anh rảnh quá anh lên núi nó xàm. Nó nói mày mới là vô minh, mày mới xàm không biết chừng nào. Cái nhiều thằng nó ngộ vậy đó. Rồi cái còn còn cãi sư phụ nó, giống như cãi theo one by one á, one
Hồi xưa sư phụ nói là ông Trump đã thắng, nhưng mà quý vị nói vì con thắng cho nên nước Mỹ không có bị tách làm đôi giữa Mỹ đen và Mỹ trắng. Thì ông Trump ông phải bước xuống ba bước để nhường 4 năm. Nhường á, khi nhường á là cơ vận nó trễ lại, sư phụ chấp nhận tóc bạc. Chứ xưa mấy gì nó khoảng 45 tuổi, sư phụ còn sức khỏe mạnh á, là sư phụ ra độ đời. Nhưng mà bây giờ cuối cùng sư phụ vẫn là người thắng. Là tại vì cái sinh mạng của nhân loại không phải là 10 chết 7 còn 3 như mà tiên tri nói, là do ba cái nhang của mình đây nè, bao nhiêu đặt cái đèn thắng trời đó. Thì ông Trump ổng chở xuống mà con thấy 4 năm mà ổng bị bầm dập như tàu lá chuối cả trăm mấy cái dự kiện, chứ tổng thống nào bị thua nhiều vậy mà cuối cùng cũng vẫn hiên ngang vô tòa Bạch Ốc. Con tưởng dễ lắm mà, luật pháp của Mỹ là mình thấy một cái chuyện thấy hơi lạ đó, dùng chữ lạ thôi, tại vì năm loại khó độ nó không có hiểu cái chữ quyền diệu là gì đâu. Rồi thêm một cái nước Nga rất là hùng cường giàu mạnh mà hôm nay cũng yếu, và đồng thời cái kế tiếp là cái cuối cùng gọi là finish luôn á, giữa Trục và đồng minh. Còn cái hàng mập á, là cái hàng đó cũng giống như nó có cái miệng đi hù, đói quá rồi không có ai chú ý tới tôi vậy đó, rồi la bậy bạ đằng đó, không có gì phải đáng sợ hết á. Nó mà dám bấm nút, không có bấm nút, cũng giống như Putin, cũng giống như ổn. Tôi bữa nay tôi chùi rửa trái bom ăn tử tôi nghe, cũng đi nói. Cái ngày mai cái nó, ê, ngày mai tôi sơn trái bom ăn tử tôi nghe, cũng đi nói. Cái là dài ba tháng cái nó hù lại người ta. Con nghe đài viết hết chán luôn, cúp hết mấy cái đài đó đi. Trần Nhật Phong, mấy cái đài Mỹ là dẹp hết, nghe đài sư phụ nè. Chờ xảy ra thôi. Tại nghe nó hù qua hù lại mệt đó. Cái ngày mốt nó nói, hey, tôi bắt đầu tôi lắp đầu đạn vô nghe. Cái ngày mốt cái nói, ơi tôi bắt đầu tôi đi mua ống quẹt nghe. Cái gì nó cũng đi nói, mà nó nói cả trăm lần, ok ngày mai tôi bắt đầu tôi vô ga nghe. Nhưng mà quẹt đi, bấm đi, không bao giờ dám. Mà hù không, mấy gì nói chỉ hù thôi. Nó mà bấm một cái hả, là UFO á, xẹt xuống liền hết không. UFO đang sống với chúng ta hàng mấy nghìn năm nay trên quả địa cầu này. Nó họ không có vừa đâu. Họ nghe lời của cha, tại vì họ có thần thông á, họ khác người mình. Họ có một cái lực là họ mang theo người như chúng ta, nhưng mà khác hơn chúng ta. Nhưng mà họ có cái tâm linh, họ có cái tha tâm thông. Họ tiếp xúc được với những cái thế giới vô hình. Và con mắt của họ nhìn thấy được thế giới vô hình. Hù qua hù lại. Thì nếu mà một người mà hiểu được cái kênh sư phụ, hiểu về chính trị mà giỏi nó nha, phải ngồi ghép lại. Thấy rất là tinh vi không? Năm cái ác sẽ đi xuống một lượt. Sư phụ nói năm cái ác đó. Ác thứ nhất là tất cả các lãnh đạo độc tài là như Putin nè, tức là những cái nước mà độc tài, nó không phải cộng sản, cũng chẳng phải quốc gia, cũng chẳng phải Hồi giáo, cũng sẽ là tính trong một năm cái ác. Hồi giáo cực đoan, tức là những cái hàng mà Hồi giáo mà ôm bom tự sát, nghĩ mình có dầu hỏa dạo á, cái nó cũng đi luôn, nó không còn liên kết lên nữa. Tại nếu liên kết á, là cái xã hội mình chúng ta vẫn bị một cái thế lực khống chế, cũng giống như thế lực tiền bạc 11 nhà giàu có của Mỹ, nó cũng tương đương như cái thế lực mà đạo Hồi vậy đó. Cho nên những cái đó sẽ không còn nữa. Rồi cái ác mà đầm lầy căm thăng tiến gì đó, thì và cộng sản toàn cầu. Cộng sản toàn cầu là cái mà mình đang nói nhiều, đó là Trung Cộng, Nga, Ủn, Việt Nam. Cái đó cũng phải đi cùng một lượt, mà đi mà một cách đồng bộ kìa. Mình đang nói chỗ này đi một lượt á, chứ không phải đi từ thằng trước. Thì bây giờ cả cái thế giới này con thấy không, sắp sửa đồng bộ. Cái thằng
thằng chùm khăn đó, Hồi giáo đó, là thằng Hamas bây giờ cũng tiêu tùng rồi. Bây giờ ai mà dám đi ủng hộ mấy thằng Hồi giáo trong tương lai giống như Bin Laden hay là hai cái tòa nhà bị ấy nữa. Sau khi bị Do Thái dập kỳ này là coi như là nguyên khối Hồi giáo nó phải sững người lên rồi, là coi như cái đó đã xong. Coi như cái đầm lầy ông Trump lên là ông tát kỳ này là không còn cá lòng tông nhỏ nữa là cũng xong, phải không? Và đồng thời ông Trump ông tát luôn cái trục là trong đó có Trung Cộng với Nga là cũng xong. Thì có phải là thụ nói chúng hết không, mà phải một lượt, phải một người. Tại cái nước Mỹ này á, là nó đi đây nè, nước Mỹ là cái cây, rồi tất cả những cái spin mà giống như xích đu của con nít vậy đó. Mà nước Mỹ này không ổn định, thế giới không ổn định. Cái nước Mỹ này nó lên á, nó sẽ đoàn kết lại. Rồi ông Trump lên là đảng Cộng Hòa, là từ thượng viện tới hạ viện, rồi ông làm tổng thống nữa, là coi như cái thế giới này sẽ là thanh bình trở lại hết. Mà rất là mầu nhiệm như vậy, mà nhân loại mà còn không biết được những cái tiếng của sư phụ nói, không biết họ sư phụ cần nó nói cái tiếng gì á, nhất là người Việt Nam á. Cho nên sau này những cái mấy đứa này quay, người ta dịch là tiếng Mỹ, thì lúc đó những cái nhà lỗi lạc ở Mỹ họ mới quản hồn. Ở ngoài kia những nhà tiên tri của Mỹ họ chỉ biết giỏi là 1/10 thôi. Còn mà họ mà đi thẳng từ thiên đình như kiểu cửa mình ở đây, họ không, ở trên thế giới này không bao giờ có, không có luôn. Trời đi chỉ có một mình thiên tử thôi. Cho nên ai nói tới nói xuôi nói lui nói ngược, giống như cái đám bữa mặc đồ trắng lên đây đọc hú tùm lum, đó là thiên lý thần thôi. Ở ngoài bên tâm linh á có rất là nhiều thế lực chống chọi lại sư phụ, nó cũng là ma. Rồi thế lực mà kim cương ngầm nó cũng là ma, nhưng mà ma có thân người. Còn kia ma là ma về tâm linh này nọ, hãy cái tâm tà đều là chống lại với thiên tâm và thiên việt chúng ta, rất là đơn giản vậy. Hữu hình hay vô hình, những người mà như kiểu như hộ mang người phàm và không phải người phàm cũng phải đối phó hai bên, mà cái bên kia khó đối phó hơn. Khó là tại sao lại có những đệ tử mà nghe lời sư phụ thì không bị chuyện nghe, còn không nghe lời con thấy ai vậy đó, mình không muốn nói tên nữa. Nhưng mà sau khi mà cái trứng rồng nở, sư phụ nổi danh đó, thì những đệ tử đó cũng phải về, phải lại sám hối xin lỗi cha mẹ. Cái cửa cổng Thiên Long Sơn vẫn mở cho họ. Họ đi sai đó con biết không? Các con không có cần phải nói tiếng Thiên. Nói tiếng Thiên để làm gì? Thụ đang nói tiếng Việt nghe không đã hơn nói tiếng Thiên, con đâu có hiểu gì đâu. Làm gì? À, nghe tiếng Việt nó hữu hơn, mình áp dụng hơn. Thích đi học tiếng Thiên. Đưa cái đầu để cho người ta làm bùa làm phép vô rồi khật khùng. Mấy người mà dính cái đó cả không bao giờ có nụ cười như mấy con ra tiếng đâu. Biết thù nó ai vậy đó. Thế mà nó tiếng Việt nghe đã hơn, chịu nghe nó tiếng Thiên. Cho ông Quỳnh nói chuyện chú đó. Nói đi, hỏi đi. Tiếp theo là Tổng thống Reagan. Là ở đây chúng ta. Sao lại nhắc đi anh? Cái nước Mỹ. Mà trời xanh ra Tổng thống Reagan phá tan nước ta, nước Nga, bây giờ tới nước Tàu. Tổng thống Reagan á cũng để nói chỗ này, Tổng thống Reagan á là cũng dạng giống như ông Trump. Dạng giống vậy. Khi cái bài Kính Thiên đầu tiên ra đời á, Kính Thiên đã chiếu xuống trần, con ơi hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên, nhân sinh quả báo nhãn tiền, luân hồi vay trả truyền miên kiếp người. Thì cái bài Kính Thiên số 1 ra đời đó là cái thể chế vô thần của các Marx Lenin á, toàn cầu á sụp đổ, thì là phải nhờ ông Reagan, ông làm cho Liên Xô bị tan rã. Không tốn gì đàn nào hết. Nhưng mà sau đó bề trên mới nói, mà nếu mà cả một cái thế giới này mà thay đổi một lượt mà không còn cộng sản á, thì giống như nó không có thăng bằng cái quả địa cầu. Cho nên mới chừa lại lột xác lại thành cái Putin. Cũng vẫn là mầm móng cái chất độc đó không? Vẫn còn. Rồi vẫn còn lại Tàu, Việt Nam và Bắc Hàn, Cuba.
để mà giống như cái dù á, để mà kiềm chế lại. Đến ngày hôm nay Trump nó cũng, ông Trump cũng giống đại khái như là ông Reagan, để mà finish luôn, là coi như là dẹp luôn đó, để đưa cái quả địa cầu chúng ta trở lại cái sự công bằng và bác ái, không có còn một cái thể chế mà thiết vô thần nữa. Tại cái thiết vô thần nó rất là độc hại. Mấy đứa con có biết á, là khi mà các Marx á muốn làm cái gì đó, cái họ mới đưa ba nhà khoa học gia tiến sĩ lỗi lạc nổi tiếng nhất thế giới lên. Cái ông đầu tiên lên một cái hội trường lớn khổng lồ, lên ông đó là nhà thiên văn học, thiên năng, ông là ông tiến sĩ lên, tôi không biết tên gì hả, cái ông nói tôi là nhà thiên văn học nghiên cứu thiên văn địa lý, hai mấy năm nay tôi chẳng thấy thần thánh nào, chờ không có thấy được. Ok, xong phải không, ông tuyên bố gì, cái ông đi xuống, cái xong cái có người thứ hai là nhà khoa học gia phẫu thuật, tức là lên trên cái hội trường nói chuyện rất là đông người, tôi là khoa học gia, tôi sẽ mổ xẻ gần cả trăm người, tôi tìm hoài trong cơ thể con người không có chỗ nào mà thần thánh trú ngụ hết trơn á. Là hai người đúng không. Rồi cái người thứ ba là nhà triết lý học của khoa học gia luôn, triết lý học, lên tuyên bố câu cuối cùng, ồ con người giống như cái đèn tắt, tức là chết là hết, không còn gì hết. Trời ơi, cả đám hội trường đứng lên vỗ tay, đúng quá. Thì từ đó mình mới có Các Mác Lênin ra đời đó con. Nhưng mà thần thánh đâu phải là vậy đâu. Nhưng mà khi con người muốn làm chuyện gì đó, là họ đưa những cái người vô minh như vậy. Thì bây giờ chúng ta có một đống vô minh ở Việt Nam cũng vậy. Nếu mà cái đầu có bự, có lì á, ở đây á, đừng có sách tập vô trường, cứ ở nhà, mới đẻ ra ở nhà hết đi. Phải có một người có trí tuệ cao siêu, người ta nói thì ráng mà nghe, không nghe mà cứ ly phản bác, phản biện ngược lại không, thì là cái ngã của họ, cái phước họ không có. Chứ bây giờ sư phụ nói cái này, sư phụ không có so sánh là những giáo sư cấp 1, cấp 2 của Việt Nam nha. Có những lúc sư phụ nói, mấy con cũng học nhiều á, sư phụ không phải là thầy giáo, sư phụ chỉ nói những cái gì sự thật, trải qua kinh nghiệm của phân nửa của xác phàm và phân nửa không phải là xác phàm, để lên mạng này nói những cái sự thật. Thì ngoài đó có một đống hòa thượng và một đống nhà triết lý học, người ta cao siêu mà, người ta cũng biết sư phụ nói đúng chứ bộ. Tại vì người ta không có nói thôi. Thì tại sao những đứa mà sư phụ thương là 18 tới 45 á, hôm nay tụi nó vô văn quá, nó không có chịu ngồi trầm tĩnh là một chút để nó nghiên cứu, để mà nó có một cái tương lai sáng lạng hơn, thay vì nó chạy theo một cái gọi là không có bờ bến, một cái học vấn mà cũng không có việc làm, rồi một cái triết lý và những cái gì nó học ở trong trường không có áp dụng được ngoài đời. Đó là cái mà hồ buồn nhất. Vì tuổi của nó mỗi ngày, hôm nay nó ra trường 22 tuổi, 10 năm sau nó thành ba mấy, 10 năm mà không có việc làm, những cái gì học quên á, một năm mà con học mà con không có sử dụng là con quên. Ok, tóm tắt lại bữa nay mấy đứa nào ăn cơm thì ăn cơm. Hôm nay tóm lại Đảng Thiên Việt không có liên quan gì Thiên Tâm. Thiên Việt là ở Mỹ, để những người có tài đức bên Mỹ. Còn Thiên Tâm thì cứ bên Việt Nam. Ở Thiên Tâm đừng có đụng gì tới Thiên Việt trong lúc này nghe. Ok rồi, sư phụ chỉ nhắn nhủ mấy lời.